Các dự án thiết kế và xây dựng ngày nay yêu cầu các công ty thiết kế và xây dựng cộng tác chặt chẽ để có thể hoàn thành dự án đúng thời hạn và ngân sách đã đề ra. Nhưng giữa các nhóm riêng biệt, dữ liệu thường xuyên bị gián đoạn và không đồng nhất do các cách thức liên lạc truyền thống có rất nhiều bất cập. BIM 360 là một giải pháp đến từ Autodesk nhằm mục đích loại bỏ những rào cản này với một nền tảng duy nhất thông qua việc kết nối các quy trình thiết kế và xây dựng của các nhóm dự án vào cùng một nơi. BIM 360 Design là giải pháp cộng tác đám mây cho bất kỳ ai sử dụng Revit. Nó cho phép phân phối một mô hình Revit trung tâm cho nhiều bên với trợ giúp quản lý quy trình làm việc. Đảm bảo thông tin phù hợp được đưa đến đúng đối tượng xuyên suốt cả dự án. BIM 360 Design cho phép nhóm với nhiều thành viên có thể cùng thao tác một mô hình Revit trung tâm trên đám mây mở rộng, do đó việc chia sẻ làm việc của Revit không bị giới hạn bởi không gian và thời gian khác nhau. Kiểm soát chia sẻ dữ liệu trong quá trình làm việc giữa các thành viên bằng quyền truy cập vào hệ thống và xác định không gian làm việc của nhóm. Phê duyệt các gói dữ liệu và mô hình Revit giữa các nhóm. Hiển thị thay đổi giữa các phiên bản nên thành viên trong nhóm có thể dễ dàng hiểu tình trạng của mô hình. Điều hướng thông tin trao đổi giữa các phiên bản mô hình theo nhóm, giai đoạn dự án hoặc cao trình của tòa nhà. Theo dõi tiến độ, hoạt động nhóm và chia sẻ tiến trình dự án, giảm các công việc lặp lại giữa các nhóm. Tạo và gán issue để giải quyết các vấn đề trong thiết kế hoặc làm rõ thông tin. Với BIM 360 Design, nhóm dự án làm việc với Revit có thể quản lý và phối hợp tốt hơn, giữ cho dự án đúng tiến độ và ngân sách đề ra. BIM 360 Design là một phần của giải pháp Autodesk BIM 360, nền tảng đám mây duy nhất kết nối quy trình và dữ liệu của đội thiết kế và xây dựng. Tăng tốc độ ra quyết định, cải thiện kết quả, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Cùng trải nghiệm sức mạnh của một dự án được kết nối cùng Autodesk BIM 360 ngay hôm nay.